Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái bánh gan. Cái bánh gan nó giống như là cái bánh lăng vậy đó các bạn. Nhưng mà bánh lăng các bạn sẽ dùng bằng trứng gà, và bánh gan này mình sẽ dùng trứng vịt. Sở dĩ người ta gọi là bánh gan tại vì nó có cái màu nâu giống như là cái gan vậy, người ta sẽ gọi là bánh gan. Cái hương vị bánh gan rất là đặc. Nếu mà ai đã từng một lần ăn thử cái bánh này thì sẽ ghiền cái mùi bánh. Bánh rất là thơm, rất là béo mà rất là ngon. Thì làm rất là dễ các bạn. Chúng ta bắt đầu vào bếp để thực hiện cái món này nha. Dễ lắm luôn, không có khó. Mình sẽ làm bằng trứng vịt. Nếu mà các bạn nào không có trứng vịt thì mình có thể hoàn toàn thay thế bằng trứng gà vẫn được nha các bạn. Thì đương nhiên nếu mà các bạn làm trứng gà thì mùi vị nó hơi khác một xíu, nhưng mà nó vẫn rất là ngon. Nó không giống như cái công thức để làm bánh lăng đâu các bạn. Và một điều rất là thú vị ở cái bánh gan này là mình sẽ sử dụng cái hoa hồi các bạn. Nó có một cái hương vị rất là riêng. Nếu mà các bạn làm bánh gan mà thiếu cái phần hoa hồi này thì sẽ thiếu cái phần ngon. Đây là ba cái hoa hồi mình đã rang, nó rất là thơm rồi nè các bạn. Các bạn sẽ nghe được cái hương thơm, với lại các bạn nhìn thấy nó đen hơn cái lúc mà mình chưa rang á. Thì bây giờ mình sẽ giã cái này ra. Nếu mà các bạn thích cái hương vị hoa hồi nhiều thì các bạn sẽ giã thật là nhuyễn. Còn nếu mà các bạn muốn cái hương nó thoang thoảng thì các bạn giã đừng có nhuyễn quá. Hơi hơi vừa vừa thôi, để lát mình rây á, thì nó chỉ thoang thoảng. Mình chỉ giã nó dập dập như thế này nè các bạn. Khi mà mình giã ra nó rất là thơm. Và người xưa thật là tinh tế khi mà kết hợp giữa cái trứng vịt với cái hoa hồi này. Tại vì bản thân cái trứng vịt mà nếu mà các bạn làm bánh thì nó có cái mùi tanh hơn là trứng gà. Cho nên khi mà các bạn kết hợp giữa trứng vịt và hoa hồi thì nó không có tanh, mà đồng thời nó có một cái hương vị rất là khác biệt. 100g đường thốt nốt các bạn. Thì các bạn mua loại nào cũng được. Đường thốt nốt càng ngon thì cái bánh mình nó càng ngon. Ngày xưa người ta không dùng bằng đường thốt nốt mà người ta dùng bằng cái đường thùng. Nhưng mà mình nghĩ bây giờ các bạn tìm cái đường thùng nó khó hơn là tìm cái đường thốt nốt. Và khi mà các bạn làm với cái đường thốt nốt thì bánh mình nó thơm và nó ngon hơn rất là nhiều so với đường thẻ hoặc là đường thùng. Ngoài ra nếu mà bạn nào không có đường thùng, không có đường thốt nốt thì mình có thể sử dụng đường nâu cũng được. Và đường nâu có lẽ nó sẽ ngọt hơn á các bạn. Đây là 300ml nước cốt dừa. Nếu mà các bạn nào ở nước ngoài á thì mình sẽ sử dụng cái nước cốt dừa lon. Còn nếu mà ở Việt Nam á, nếu mà các bạn ra chợ mua nước cốt dừa thường á, là mình sẽ mua nước cốt dừa người ta sẽ vắt sẵn cho mình. Tức là người ta lấy cơm dừa người ta để vào áo máy, người ta ép cho nước cốt dừa nó chảy ra. Thì cái lần đầu tiên người ta ép như vậy á, thì nó ra nước cốt dừa nguyên chất, không pha. Và để tận dụng hết cái cốt dừa ở trong cái cơm dừa đó, người ta sẽ chế nước vào và vắt lần thứ hai. Thì đó gọi là nước cốt dừa giảo. Tức là nước cốt dừa giảo là cái nước cốt dừa nó không còn nguyên chất 100%, mà nó có thể là khoảng chừng 50% nước cốt dừa và 50% nước. Người ta sẽ cho cái phần nước cốt dừa giảo đó. Thì có một số người, chẳng hạn như mình là lúc trước là mình không có lấy cái phần nước cốt dừa giảo đó. Tại vì cái nước cốt đó nó bị pha nước rồi, mình không dùng được. Mà các bạn biết không, nếu mà mình bỏ cái đó đi nó rất là tiếc. Tại là nó vẫn còn nước cốt dừa như vậy. Và mình để khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ các bạn, là nước cốt dừa nó sẽ lắng ở lớp phía trên nè các bạn thấy không. Mình sẽ vớt hết cái phần nước cốt dừa nguyên chất nó nổi lên trên này. Đó, còn cái phần nước thì mình bỏ lại. Là như thế là mình cũng được cái phần nước cốt dừa nguyên chất mà các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Nè các bạn thấy không, cái nước cốt nó ở lên trên nè, còn cái nước ở dưới là mình sẽ bỏ đi đó. Trong công thức này thì mình sử dụng sữa bò. Nếu mà bạn nào dị ứng hoặc là không thích cái mùi sữa bò thì mình không dùng sữa bò, và mình sẽ tăng cái lượng đường thốt nốt lên gấp đôi nha các bạn. Và mình sẽ dùng baking soda các bạn. Baking soda nó giúp cho cái bánh mình nó mềm tan trong miệng, và đồng thời nó sẽ có rễ tre. Ngày xưa các bạn thấy là một số nơi người ta sẽ làm bánh gan có thêm cái bỏ thêm cái sô-cô-la vào, hoặc là người ta sẽ dùng bột cacao để bỏ vào trong cái bánh gan thì nó sẽ có cái màu rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay á, là mình sẽ dùng cà phê sữa hòa tan đó. Nếu mà các bạn nào không thích vị cà phê sữa thì mình có thể làm 5g cà phê đen cũng được nha. Hoặc là nếu mà các bạn không thích vị cà phê mà các bạn thích vị cacao thì các bạn sẽ cho vào đây là 5g bột cacao.
À, riêng mình á, mình thích cái mùi cà phê hơn các bạn, nó rất là thơm và đặc biệt là khi mà nướng lên á. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Mình chuẩn bị bật lò nướng trước 20 phút trước khi mà mình nướng bánh. Thì mình đang bật cái chế độ là 175 độ C đối lưu, lửa trên và lửa dưới, và mình sẽ bật trước 20 phút. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình đi thắng đường tất cả các thứ. Khi cái lò của mình được bật được 10 phút rồi á các bạn, thì mình sẽ cho khuôn vào. Hôm nay mình sẽ dùng hai cái khuôn nhỏ như thế này nè các bạn. Mình dùng hai khuôn inox như thế này, là mỗi một khuôn là 12 cm. Nếu mà các bạn dùng khuôn lớn thì các bạn dùng một khuôn thôi. Nhưng mà lưu ý là các bạn đừng dùng cái khuôn inox giống như mình. Các bạn nên dùng cái khuôn chống dính để mình lấy bánh ra dễ hơn nha. Giúp cho khuôn nóng khoảng 10 phút nha các bạn. Các bạn sẽ thoa cái khuôn của mình. Thì các bạn có thể dùng dầu ăn hoặc các bạn dùng bơ. Các bạn dùng bơ anchois, bơ cục cũng được. Hay là các bạn dùng bơ lỏng, bơ thơm giống như mình cũng được. Thì hôm nay mình dùng cái bơ thơm này để cho bánh mình nó thơm hơn. Mình sẽ để 10 phút để cho khuôn nóng. Cái này là 300ml nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào đây thêm 100g sữa đặc. Mình bỏ vào đây mình cân luôn cho nó dễ. Và 10g cà phê sữa. Và cái hoa hồi thì các bạn cũng cho vào đây luôn đi. Đó, mình sẽ có hỗn hợp như thế này. Mình sẽ cắt nhỏ 100g đường và cho vào nồi mình nấu cho nó tan nha. 50ml nước lạnh. Mình bỏ vào đây để mình bắt lên bếp mình nấu cho tan. Mình sẽ nấu lửa vừa thôi các bạn. Cái giai đoạn mà đường bắt lên bếp thắng như thế này nè, tức là mình thắng caramel đó các bạn, thì sẽ giúp cho đường nó ra một cái màu rất là đẹp. Và khi mà mình nướng bánh lên, bánh màu đẹp lắm nha. Và mình phải khuấy liên tục để đường nó không bị cháy nha. Nếu mà các bạn xài cái đường nguyên chất hoặc cái đường có màu đậm hơn, thì cái thời gian nấu trên bếp này nó sẽ nhanh hơn của mình. Của mình cái màu đường nó hơi nhạt, cho nên mình sẽ nấu cho nó ra cái màu caramel nha. Nó đã tan hết đường rồi, mình vẫn tiếp tục khuấy. Mình sẽ canh thời gian coi mình khuấy khoảng bao lâu nha. Và khi mà mình đun nó được 5 phút như thế này là các bạn có thấy là cái màu của nó chuyển sang cái màu cánh gián. Nếu mà các bạn muốn cái bánh gan của mình nó màu sẫm hơn thì các bạn sẽ đun tiếp cho nó sang cái màu sẫm hơn. Nhưng mà mình thấy cái màu caramel này tương đối ok rồi, thì mình sẽ cho tất cả cái hỗn hợp nước cốt dừa, cà phê, tai vị, sữa đặc vào đây. Mình vẫn còn để lửa và mình sẽ khuấy cho nó tan đều. Và các bạn sẽ nhanh chóng tắt bếp. Tại vì nếu mà các bạn để lâu quá, cái nước cốt dừa của mình nó nấu lâu quá trên bếp, rồi trong lúc mà mình nướng nữa thì nó sẽ ra cái chất dầu. Các bạn muốn biết cái thành phẩm của mình ngon hay không, lúc này đây các bạn hãy thử, nêm thử, nghe được cái mùi vị của nó. Tất cả cái mùi vị nó đang nằm ở trong đây các bạn. Mình không chờ cho hỗn hợp này sôi lại. Mình chỉ khoảng chừng 2 phút khi hỗn hợp hòa tan hết tất cả các thứ thì mình sẽ tắt bếp. Và mình đã tắt bếp. Và các bạn sẽ chờ cho hỗn hợp này nó nguội bớt. Nếu mà các bạn để cái hỗn hợp này nó quá nóng, mình cho trứng vào thì trứng sẽ chín. Và nếu cái hỗn hợp này nó quá nguội thì các bạn cho trứng vào, trứng nó sẽ bị tanh, rất là tanh luôn. Do đó mình sẽ chờ cái hỗn hợp này nó nguội bớt. Và nếu mà các bạn có cái nhiệt độ thì các bạn đo nó khoảng chừng 30 tới 40 độ C. Các bạn sờ cái tay mà nó ấm giống như là mình pha nước tắm. Mình pha nước mình tắm là được. Bây giờ mình sẽ đập 5 cái trứng vịt.
Các bạn khi mà mình đập trứng, mình nhớ đập trứng vô một cái chén để cho mình, sau đó mình sẽ xớt qua đây. Lý do là mình làm như vậy là để là nếu mà trứng nó có bị hư thì mình sẽ không phải hư hết nguyên một cái mẹ trứng của mình. Thì hư trứng nào thì mình bỏ ra cái trứng đó. Cái trứng gà với cái trứng vịt nó dễ bị hư lắm các bạn. Đó, như cái này nó muốn hư rồi, đây. Trứng này nó bị hư rồi. Mình sẽ bỏ nó ra. Các bạn bỏ luôn cái chén khác, thay cái chén khác nha. Tại vì cái chén đó nó đã dính trứng hư rồi, mình nên bỏ đi các bạn. Mình sẽ để mình chiên ăn, không làm bánh nha các bạn. Đây các bạn, mình sẽ có được 5 cái trứng vịt. Và mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Rồi các bạn sẽ dùng thìa để mình khuấy. Mình khuấy cho trứng nó tan, chứ mình không có làm cho trứng nó nổi bọt nha các bạn. Cái hỗn hợp này của mình thì mình sẽ thử nó. Các bạn nhúng tay vào mình nghe ấm ấm. Được rồi, mình sẽ cho trứng vào đây. Và mình cũng hạn chế không có bọt nha các bạn. Sau đó mình sẽ rây. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê vanilla cho nó có cái hương thơm các bạn. Một muỗng cà phê vanilla nha. Và mình sẽ cho baking soda các bạn. Mình sẽ dùng 3 gram baking soda và mình bỏ vào mình khuấy cho tan. Khi mà các bạn bỏ baking soda vào thì nó sẽ có bọt. Và những cái bọt khí này nó giúp cho bánh mình nó có rễ tre nha. Mình sẽ khuấy đều và mình rây lần nữa để chắc chắn rằng cái hỗn hợp bột mình mới vừa cho vào thì nó đã tan, nó sẽ tan đều vào. Mình sẽ rây lại một lần cuối. Các bạn thấy không? Cái đáy nồi nó vẫn còn chưa tan. Trước khi mà các bạn cho baking soda thì các bạn phải đảm bảo rằng khuôn của mình thật là nóng. Và khi cho baking soda vào thì mình sẽ đổ hỗn hợp này vào khuôn liền. Nếu mà nhà các bạn sử dụng máy lạnh thì mình nên tắt máy lạnh để khi mà mình mở cửa lò mình đổ cái hỗn hợp này vào thì nó sẽ giữ được cho cái khuôn mình ấm. Mình sẽ đổ vào một cái cốc phiểu để mình nhanh rót nó vào trong. Và các bạn phải rót nhanh tay. Khuôn của mình nó nguội thì nó sẽ không có rễ tre. Và mình không nên đổ đầy khuôn các bạn. 1/2 khuôn là nhiều nhất. Các bạn sẽ nghe cái tiếng xèo. Nếu mà các bạn bỏ đổ cái hỗn hợp này mà các bạn không nghe cái tiếng xèo, giống như khi mà mình chiên bánh xèo á, là cái khuôn của mình nó nguội. Và khi mà khuôn nguội các bạn đổ vào thì nó không có rễ tre nha. Mình nướng là được 40 phút rồi. Thì nếu mà các bạn dùng cái khuôn lớn hơn á, thì thời gian nướng á, mình nghĩ là sẽ lâu hơn á. Nếu mà các bạn dùng khuôn khoảng chừng 20cm thì khoảng chừng 60 phút. Thì mình không có canh được cái thời gian nướng do cái nhiệt độ lò của mỗi nhà khác nhau. Và cái khuôn nhỏ hay to của mỗi gia đình khác nhau. Do đó mình sẽ canh bánh chín bằng cách là mình dùng tăm mình sẽ thăm. Thì khi mà bánh đã qua được 10 phút đầu là mình có thể bắt đầu mở lò được rồi. Còn trong khoảng thời gian 10 phút đầu là các bạn tuyệt đối không mở lò nha. Mình sẽ thử bánh bằng cách là mình sẽ dùng tăm. Cái này các bạn sẽ thấy nó giống như cái bánh lăng đó, nó sẽ phập phìu. Tại vì nó là một cái dạng chất lỏng các bạn, không có bột đúng không? Cái tăm của mình nó rất là sạch, như vậy là bánh đã chín rồi. Thì mình sẽ tắt bếp. Và khi các bạn tắt bếp rồi thì các bạn vẫn để nó nằm ở trong lò. Khoan hãy lấy ra nha các bạn. Và để cho nhiệt độ trong lò nó hạ từ từ.
Lò nướng đã tắt rồi nhưng mà mình vẫn để bánh ở trong lò nướng khoảng chừng 15 phút. Thì sau khi 15 phút thì bánh nó đã nguội bớt đi và mình sẽ đem ra ngoài cho bánh nó nguội hẳn rồi mình cho vào trong tủ lạnh. À, các bạn lưu ý là cái bánh này mình phải để lạnh ít nhất là 6 tiếng đồng hồ hoặc là mình để qua đêm thì mình mới dùng được nha. À, khi mà bỏ vào trong tủ lạnh thì các bạn nhớ bọc plastic lại. À, khi mà các bạn bọc plastic như thế này thì cái lớp mặt bánh nó sẽ không bị khô. Thì đây là thành phẩm của mình đã để tủ mát được một đêm rồi. À, nếu mà các bạn làm bánh gan mà nó bị xẹp, tức là khi mà các bạn bỏ vào trong tủ lạnh á, thì cái mặt nó hơi lởm xuống một xíu như của mình, có nhiều người lởm hơn nữa thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà nó lởm nhiều quá là có thể do các bạn nướng bánh chưa có chín hẳn. Khi mà các bạn tắt lò thì các bạn lấy ra đột ngột quá thì bánh nó rất là dễ bị xẹp. Bánh gan thì các bạn xẹp hay không xẹp thì nó không ảnh hưởng tới cái hương vị của bánh các bạn. Với cái công thức ngày hôm nay mình làm á thì mình sẽ làm được hai cái bánh mà cái khuôn nó là 12 cm như thế này. Thường cái bánh này nó hơi khó lấy cho nên các bạn đừng có dùng cái khuôn inox như thế này nha. Mình nên dùng cái khuôn chống dính. Sau đó mình sẽ thoa một lớp bơ hoặc lớp dầu lên rồi mình đổ bánh vào mình nướng thì lấy bánh ra rất là dễ. Cuối cùng thì mình lấy ra được cái bánh rồi. Bánh rất là ngon luôn. Nhưng mà nó hơi bị xích đứt một xíu. Cái bánh này nó phải là mềm giống như bánh lăng vậy đó các bạn. Và nó béo. Cái bánh của mình nè các bạn rất là ngon luôn. Cái bánh này đặc biệt là các bạn để vào tủ lạnh thì khi mà các bạn ăn nó lạnh nó mới ngon nha. Rất là mềm luôn, các bạn có cảm giác được cái độ mềm của nó không? À, nó rất là mềm cho nên khi mà các bạn nướng chín rồi có nhiều bạn sẽ không biết là bánh nó đã chín rồi hay chưa. Mình có cảm giác lúc nào ở chính giữa bánh nó cũng phập phều và giống như nó còn nước ở trong bánh vậy đó. Công thức không quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái kỹ thuật mình nướng. Thì hôm nay các bạn nhớ xem theo dõi kỹ cái clip mình nha. Cái bánh này các bạn nhớ để lạnh hoặc là các bạn để nước đá vào đây mình ăn cho nó ngon nha. Bánh mình sắn ra rất là mềm các bạn. Bánh mình mềm tan trong miệng luôn, nhưng mà nó không có bị hôi cái trứng vịt. Nó rất là thơm các bạn. Với những loại bánh mà mình sử dụng baking soda thì các bạn nên chú ý là mình nên sử dụng baking soda mới. À, đặc biệt là khi mà các bạn mở cái hộp baking soda sau 30 ngày thì mình nên bỏ đi và không dùng nữa. Tại vì sau 30 ngày mở hộp thì cái hạn dùng nó đã hết và nếu mà mình sử dụng thì bánh của mình nó sẽ bị một cái mùi rất là khó chịu. Giống như là cái mùi khai vậy đó các bạn. À, clip của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh này của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể xem nhiều clip mới hơn của Natha Food nha. Xin nhờ sự ủng hộ của các bạn để kênh của Natha Food ngày càng phát triển hơn bằng cách là các bạn hãy giới thiệu cho bạn bè và người thân. Natha Food là một kênh nấu ăn về các món ăn Việt Nam, các món ăn bánh Việt Nam. Cái tâm huyết mình mong muốn gửi đến các bạn những cái món bánh ngon nhất, mang đậm bản sắc Việt Nam nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.